Truyện tranh Tràng Quỷ Trời Nắng Màu Tròn Lọc, tập 154, Hoàng Giỏi Tiếng Tây, Ham Tiền Bỏ Bạn. Chú đi đâu mà đẹp gái vậy? Kệ tao, con bắt bớ tới mày. Giận hả? Giận dễ sinh rần lắm đó. Ai bảo mày gọi tao là gái? Giận. Sửa sai, chú Lưu đi đâu mà đẹp trai vậy? Ông lý trưởng làng có mày, mời hết các ông lý trong vùng tới ăn dỗ. Tao đi ăn dỗ. Cho con đi với. Người ta có mời mày đâu mà đi. Được mời mới đi là xoàng, không mời mà đi mới là rùi. Rùi là sao? Tao không hiểu. Rùi thấy thức ăn thì bu vào, đâu cần mời. Không cần mời mà đi ăn, không phải giống rùi à? Nói chuyện với mày nhức đầu, có nghề chấn thương sọ não. Muốn đi thì đi. Mày chờ ngồi này, lát nữa ăn xong tao kiếm một ít thức ăn mang ra cho mày. Tràng Quỷ không ăn thừa, con sẽ vào đó ăn một cách đường đường chính chính, mà lại ăn trước mấy ông lý nữa kìa. Mày mà quậy thì xem như tao không quan mày, để khỏi mất mặt. Mời các vị nghe gia chủ đọc diễn văn khai mạc. Kính thưa quý vị hoàng khách, cách đây 30 năm, vào ngày này ông cụ thân sinh của tôi qua đời. Tôi khóc dữ lắm. Hằng năm cứ vào ngày này là tôi khóc như con nít. Bởi thế nên tôi mời quý vị lại ăn tiệc cho vui. Hết. Tôi nhớ năm ngoái ông làm đám giỗ vào ngày khác chứ đâu phải ngày này. Ừ thì thích lúc nào tôi làm đám giỗ lúc ấy. Mời cầm đũa. Khoan, xin các ông khoan ăn. Tin tình báo từ nhà bếp cho hay có người bỏ thuốc độc vào thức ăn để ám sát quý ông. Mày là đứa nào? Con là đứa nào không quan trọng, quan trọng là các ông sắp bị đầu độc đó. Mày phát ngọn bừa bãi, tao xẻo cái miệng của mày à. Muốn biết con có phát ngọn bừa bãi hay không thì hãy để con ném thức ăn rồi sẽ rõ. Nếu có thuốc độc con sẽ chết trước, con hy sinh vì các ông. Ném bạn này đi, tao sợ quá. Món gà quay ngon nhất, dễ bị đầu độc, ném trước. Rột rột. Ném gì mà hết cả cái đuôi gà. Sột. Nó ném hết tô cháo lòng rồi. Rột rột. Mày ném hết cả mâm rồi, lấy gì tụi tao ăn. Xong, an toàn, không có thuốc độc. Au revoir. Tạm biệt. Ăn hết cả mâm rồi sổ tiếng Tây hù người ta. Thần khí. Thè bắt nó lại, cho nó một trận. Cái thằng lắm trò lắm kế. Có ông nào biết thằng đó là con nhà ai không? Không biết. Dạo chơi một vòng cho chú Lưu ăn tiệc xong rồi về. Tha cho chúng tôi đi, năm sau chúng tôi nộp thuế bù. Năm nào nộp thuế năm ấy, không đợi năm sau. Ông ơi, nhà con còn chán gạo, con nộp thuế cho ông nè. Thả cha con ra đi. Cốt. Về kiếm thêm 999 chán gạo nữa cho đủ 1.000, rồi hãy nộp thuế. Thì có bao nhiêu con nộp bấy nhiêu mà. Hù hù, thả cha của con ra. Không nộp thuế thì bị bắt thôi, oan gì mà khóc. Năm nào cha tao cũng nộp đủ thuế. Tại năm nay bị hạn hán, mất mùa, gạo còn không có để ăn, lấy đâu ra nộp thuế. Ra là vậy. Theo tao cứu mọi người. Ô hô, tiền của ai đánh rơi, nhiều lắm. Đâu, tiền đâu? Dưới này nè, tiền nhiều lắm. Tiền của tao. Của tao, đồ tham lam. Để con cởi trói cho. Ồ hô, gói tiền to tướng. Mở ra chia đi. Á rắn, của mày đó tao không thèm. Tụi nó trốn hết rồi, tại mày tham tiền đó. Họ sẽ tới nhà bắt lại, không trốn được đâu. Muốn cha của tụi mày không bị bắt lại thì theo tao. Đi đâu đây? Đi biểu tình. Biểu tình là gì, có vui không? Vui lắm, được người ta cho ăn bánh nữa đó. Tao phải che mặt lại kéo ông lý nhận ra tao,
vừa quậy đám dỗ. Chúng con cần gặp ông Lý. Trời, thằng Quýnh dẫn đầu con nít đi biểu tình. Cái thằng hay thiệt, mới tới chỗ lạ đã làm quen với đám con nít rồi dẫn chúng đi quậy. Chúng mày muốn gì? Xin ông Lý cho gia đình chúng con hoãn nộp thuế năm nay vì hạn hán mất mùa, sang năm sẽ nộp bù ạ. À, hạn hán là chuyện của trời, nộp thuế là chuyện của người thế gian, không liên quan. Xin ông Lý nghĩ lại, dân chúng không có gạo ăn thì lấy đâu ra gạo để đóng thuế? Sao? Ta không làm ruộng mà gạo của ta đầy luôn. Các người làm ruộng mà không có gạo à? Dân chúng làm ra bao nhiêu gạo, ông Lý thu hết. Bảo sao gạo nhà ông không đầy luôn? Hu hu. Ai làm gì mà mày khóc? Còn tuổi thân, nhà ông Lý thức ăn ê hề, mà nhà con không có cháo ăn. Hay là ông cho họ gạo đi. Ai mượn ông góp ý, tôi làm gì có gạo để cho dân chúng. Gạo ông thu của dân chúng đó cho họ đi. Ông đồ đáng ghét. Tôi thu thế rồi nộp cho quan huyện, chứ tôi đâu có giữ. Đồ mập đáng ghét. Muốn tha thuế hay muốn xin gạo thì tới gặp quan huyện đi. Ông nói có lý, ông thu thuế rồi nộp cho quan, tới gặp quan. Chúng mày muốn gì? Chúng còn muốn gặp quan huyện. Ta là quan huyện đây. Hổng tiền, quan huyện gì mà lùn tè vậy? Mày làm gì vậy? Còn cao hơn thì... Lính, tụi nó không tin ta là quan huyện nè. Bẩm quan để con đánh tụi nó. Chết là quan thiệt đó. Đứa nào đòi cao hơn ta? Dạ đâu có ạ, à, con luộn hơn quan mà. Chúng mày cần gặp ta để làm gì? Dạ thưa quan, dân chúng đói khổ, xin quan mở lòng nhân hậu mà mở kho gạo để giúp đỡ dân chúng ạ. À, mở lòng nhân hậu thì có chứ mở kho gạo thì không. Hơn nữa gạo thu thuế ta nộp cho quan phủ hết rồi, ta đâu còn gạo. Còn chứ ạ, à, trong kho đầy gạo kia. Cốt, mở miệng nói câu nào là trật lất câu đó. Thế mà lại ưa nói, không ai mượn mày góp lời. Ta không có gạo, về đi. Hoàng không chịu giúp dân, mình sẽ tìm cách lấy kho gạo của Hoàng. Hoàng luôn giống mình dễ tính. Mày cho tao ở tạm nhà mày vài ngày, tao sẽ kiếm gạo cho dân làng ăn và đóng thuế. Ở thì được nhưng không có gì ăn đâu à. Khỏi cần ăn, tao có nội công nhịn ăn cả năm mà vẫn không sao. Mày học giỏi quá ha, viết chữ đẹp ghê. Chết, mày làm con dấu giả hả? Ở tù chứ không chơi à? Theo tử vi của tao, không bao giờ tao ở tù, đừng lo. Quậy xong chưa? Về. Chú về nhà nhờ một chú tuồng đinh nào đó giả làm lính công văn tới đây gặp con. Con phải giúp dân chúng có gạo ăn. Vậy hả? Mày làm được chuyện đó thì tao ủng hộ. Mặc bộ đồ lính công văn vào rồi qua làng có mày gặp thằng Quýnh. Nó đang đợi ở bên đó. Chuyện gì nữa đây thằng quậy? Chú mang công văn này tới quan huyện và nói thế này giùm con. Mày dám làm giả công văn của triều đình, ghê quá. Có lính công văn của triều đình tới. Bẩm, có công văn của triều đình gửi cho tất cả quan phủ quan huyện đây ạ. Chết chết rồi, ông Đề đọc đi. Đề thư ký của quan. Chết chết thật rồi. Vì sự bàn giao với nước ngoài ngày càng mở rộng, triều đình cần có các quan biết nói tiếng Pháp để nâng cao uy tín của nước nhà. Sẽ có người đến từng địa phương để sát hạch trình độ ngoại ngữ của các quan. Ai không biết tiếng Pháp sẽ đưa cho về hưu. Quan biết tiếng Pháp không ạ? Biết một chữ chết liền. Tôi biết cách đối phó với chuyện này, cho tôi tiền rồi tôi nói. Tiền nè, nói mau đi. Để tôi xem lịch trình khi nào thì quan sát hạch của triều đình sẽ tới đây. Chà, gấp quá, ngày mốt quan sát hạch sẽ tới đây. Quan tìm một người có tướng mạo giống quan và biết tiếng Pháp thay quan làm quan huyện trong ngày một là được. Ừ, hay đó. Xong việc rồi, tôi xin phép về.
Còn ông cũng luôn, nó biết tiếng Tây không? Bảo nó thay ta làm quan đi. Nó biết hai từ là măng ghê và đọt bia, không có từ thứ ba. Hai từ đó nghĩa là gì? Măng ghê nghĩa là ăn, đọt bia nghĩa là ngủ. Không được, không lẽ quan sát hạch hỏi thứ gì nó cũng trả lời ăn với ngủ hả? Họ cho về nhà ăn ngủ luôn à? Tìm người biết tiếng Tây cho ta, mau đi. Dân ở đây nói tiếng Việt còn chưa trúng, tìm đâu ra người nói tiếng Tây? Đã thế mà lại phải luồn như ổng, tìm đâu ra? Thầy đề tới, ngồi vào hàng đi. Tao sẽ dạy tụi mày học tiếng Tây để sau này làm thông ngôn, kiếm nhiều tiền. Đọc theo tao. Le tigre là ông cọp, le cóc là con gà trống. Le cóc là con cóc chứ, mày sai rồi. Le cóc là cái cóc nè, vú. Nhỏ, mày học tiếng Tây ở đâu vậy? Cha cố ở nhà thờ dạy con. Học lâu chưa? Dạ 10 năm rồi. Năm nay mày mấy tuổi? Dạ 10 tuổi. Thiên tài, mới sinh ra chưa nói tiếng Việt được đã học tiếng Tây. Nói tao nghe thử một câu đi. Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là đời là một thiên tình sử. Cha mẹ ơi, nó nói tiếng Tây như vó, giỏi thiệt. Theo tao. Quang ơi, có đứa nói tiếng Tây giỏi lắm nè. Nói giỏi tiếng Tây mà lại luồn giống Quang, chắc ăn luôn. Ta gặp nó rồi. Đeo rau giả mặc áo vào cho ta xem. Giống Quang y hệt, chắc ăn luôn. Ngày mai mày thay tao làm quan huyện. Thôi là quan hợ con không làm. Ý mày là sao? Đã làm quan thì phải có quyền, không có quyền con không làm. Mày muốn quyền gì? Toàn quyền, con phải có quyền làm mọi chuyện. Không được, mày thay tao có một ngày không thể có toàn quyền. Thế thì con về. Quan ơi, ngày mai quan sát hạch tới rồi, không còn lựa chọn đâu. Được, cho mày toàn quyền, muốn làm gì thì làm. Quan làm giấy ủy quyền cho con đi. Còn nít mà khôn đáo để, tao làm giấy đây. Trong một ngày làm quan huyện, thằng Quỳnh có toàn quyền, muốn làm gì thì làm. Xin quan đóng dấu ạ. Ba lành vừa thôi, ba lành quá lớn không nổi. Rồi đây, mời ông leo lên ghế làm quan đi. Ra khỏi nhà ta. Sao mày dám đuổi tao? Bây giờ ta là quan huyện, có toàn quyền, muốn đuổi ai thì đuổi, đi ra. Tụi mày đi gọi tất cả dân chúng lại đây. Dình quan cấm đổ rác bị ở tù. Tụ tập ở đây làm gì? Quan cho gọi mà. Ta cho gọi họ đó, mở kho gạo phát hết cho họ. Bẩm quan, ta là quan huyện có toàn quyền, làm đi. He he, có gạo ăn rồi. Bẩm hết gạo rồi ạ. Mở kho mắm muối phát hết luôn. Quan thương dân đột xuất. Quan ơi, con bò nhà con mới chết, con không có bò kéo xe. Lấy con bò cho ổng. Con heo nhà con mới chết, cho con heo luôn. Bẩm, con gà chọi của con mới qua đời. Chọi gà ăn tiền hả? Không cho. Cái lự hương của con bị ăn trộm, lấy cái lự trên bàn thờ cho bà này. Còn gì để cho nữa không? Bẩm, chứ còn cái nhà quan có muốn cho luôn không? Tại không có ai xin, nếu có thì ta cũng cho luôn. Quan sát hạch tới. Trong thời gian ta làm việc với quan sát hạch, cấm ai nghe lén à. Vái trời cho quan rớt, thay quan khác. Quan luồn tè chẳng ngồi thế nào. Quan của các người tuy luồn nhưng rất giỏi tiếng Tây, ta sẽ đề nghị triều đình ban thưởng. Chú lù đóng vai quan sát hạch đạt ghê. Ta sẽ được ban thưởng vì giỏi tiếng Tây, mặc dù ta không biết một chữ. Ha ha. Trời ơi là trời, sao mày lấy hết trong nhà của tao đem cho dân vậy? Thậm chí cái bàn thờ của tao mày cũng cho luôn. Còn có toàn quyền mà, quan ký tên đóng mộc nè. Tao sẽ quất mày vài ngàn roi cho há giận.
Hoàng mà đánh con sẽ viết đơn tố cáo việc Hoàng gian lận trong cuộc sát hạch. Hoàng sẽ về hưu sớm. Mời Hoàng đánh con đi. Thôi bỏ đi mà, thà mất của mà còn chức, tao sẽ kiếm của lại. Hoàng được tiếng là giỏi tiếng Tây, không lỗ đâu à. Quần áo tốt đốt không cháy đây, mua một cái tặng một cái, tính tiền hai cái đây. Mời bà con nhanh tay thì còn chậm tay cũng không hết. Mời mày có bị tàn tàn không vậy? Bán đồ má mà đốt không cháy thì ai thèm mua. Ha, người ta mua đồ má để đốt mà đốt không cháy, ai mua? Đúng là tao bị tàn tàn. Công nhận mày khéo tay ghê, làm đồ má đẹp tuyệt. Thích bộ nào không, tao tặng cho một bộ. Ê mày, trụ tao chết hay sao mà tặng đồ má cho tao? Không biết bữa nay tao ăn trúng cái gì mà bị tàn tàn, nói gì ra cũng trật lất. Thôi tao đi chỗ khác, đứng đây một lát mày sẽ tặng tao thêm vài món, chết sớm. Tốn được mày rồi. Con làm gì mà ông bắt con? Giả khờ qua ải hả? Mày vừa cùng đồng bọn ăn cắp gà của tao. Từ sáng tới giờ con bán hàng ở đây mà. Ông ơi, con làm chứng đó, nó ngồi đây với con từ sáng tới giờ mà. Mày là đồng bọn của nó nên bao che cho nó phải không? Trời đất ơi, mặt cô Quỳnh dễ thương thế này mà ăn cắp gà sao? Cự tiền qua đó con ạ. Mặt như tấm thớt mà nói dễ thương. Ra làng. À, tôi biết thằng này. Bộ ông Lý cũng thuộc bọn trộm gà hay sao mà biết nó? Ừ, ta trộm gà của ông đó. Làm gì ta? Hề, ông Lý giận trông xinh gái ghê. Tôi lỡ lời xin lỗi, ông Lý xử nó đi. Thằng này họ Tô, tên lớn, tức là tôi lớn. Nó có một đứa em song sinh tên là tôi bé. Hai đứa giống nhau như hai cục nước. Hai giọt nước không phải hai cục nước. Kể tao. Đứa ăn trộm gà của ông là thằng tô bé, em của nó chứ không phải nó. Làm sao ông Lý phân biệt được cái tô nào lớn tô nào bé? Thằng tô bé bị té giếng, rụng hết răng. Tô lớn ơi, sạp đồ má của mày bị bỏ ủi sập rồi, nó còn ị tình lem lên hàng nữa. Sạch vốn hù à. Em mày gieo gió mày gặt bão, em mày trộm gà của tao, sạp hàng của mày bị bỏ ị. Ha ha. Tổng cộng đồ má của mày hết bao nhiêu? 5 đồng ạ. Ông vô cớ bắt nó làm thiệt hại hàng hóa của nó, đền cho nó 5 đồng. Hả? Giả sử không đền thì sao? Tôi sẽ ghép ông vào tội bắt người trái phép, sẽ bị nhốt 3 tháng. Bị bắt trộm gặp ngày xấu, đền nè. Tụ tập bè đáng đi ăn trộm gà, nằm xuống. Ông đâu có lớn hơn tôi mà đòi dạy tôi. Ở đâu ra cái kiểu nói vậy đấy? Mấy đứa bạn tôi bày đó. Tụi nó nói tôi với ông cùng sinh ra một lượt, nên hai đứa bằng nhau, không có ai là anh. Trời với đám bà trợn, học thói bà trợn hả? Cha mẹ đã sắp xếp anh sinh ra trước nên là anh. Không có chuyện ai là anh. Theo giấy tờ, cả tôi lẫn ông đều sinh ra vào giờ heo, ngày heo, tháng heo, năm heo. Do đó không ai lớn hơn ai. Ê bạn, còn gì ăn không? Gọi là anh thì mới có ăn, gọi là bạn thì hết cơm rồi. Bạn không cho thì tôi đi lục. Ha, còn cơm nè, bạn trời xấu. Hết ý, dám gọi anh là bạn. Đi chơi nữa hả? Ở nhà phụ anh làm hàng, bán nè. Số tôi có quý nhận giúp đỡ, không làm cũng có ăn. Bạn làm một mình đi. Người ta nói song sinh thì hình dáng tính tình đều giống nhau, sao mình hiền lành mà nó ba trợn vậy? Chắc tại nó chơi với bạn xấu nên bị nhiễm tánh xấu. Thằng tôi bé nè, cho nó một trận. Ê ê, tao không phải tôi bé, tao là tôi lớn. Lớn bé gì cũng đập hết. Ói ói. Buông nó ra, có thiên hạ để nhất đấm đây. Có vỏ nè, da. Cha mẹ ơi, tụi nó có tới ba đứa, ớn quá. Võ gì mà múa hồi không thấy đánh, chán. Dì bé ơi, hay quá. Dì bé ơi, mấy thằng này xúc phạm gì nè? Tụi nó nói gì là người xí nhất thế gian đó. Đứa nào nói tao xí nhất thế gian? Thằng này nè, nó còn cười nhe răng nè.
tao cười nhai răng hồi nào, tại tao bị hô răng mà. Dám xúc phạm nữ thần sắc đẹp, Pep. Mày trốn hả, Pep? Con đâu có chọc gì. Cho tụi mày chưa, dì bé xinh đẹp thức thà như cành liễu mà dám nói dì bé xí. Nói hay lắm, thưởng tiện ăn chè nè. Mày ghê, bữa nay mà không có dì bé chắc tao với mày biến dạng không ai nhận ra. Vậy mà muốn vỏ ghê gớm quá chừng, thì ra là vỏ hù. Rồi thằng em tao ghê, nó cứ đi quậy phá gây thù chút oán để tao lãnh hậu quả mãi. Chán ghê. Chết rồi Quỳnh ơi, thằng em tao đi đâu mấy ngày nay không thấy về. Để tao bấm quẻ xem em mày ở đâu. Tí sửu dần mẹo, một cục kẹo. Chết rồi. Bình tĩnh nghe tao nói, thằng em của mày bị người ta thủ tiêu mất xác rồi. Thiệt hả Quỳnh? Em ơi là em, tô bé ơi là tô bé, hu hu. Nín, tao đùa tí xíu mà khóc thấy ghê. Tao có biết coi bói đâu mà tin. Về coi hàng đi, để tao đi tìm nó cho. Thằng trời đánh này chui vô cái xó xỉnh nào rồi, biết đâu mà tìm. Bán cho con 5 gói xôi. Cô tí, ăn nhiều như thế coi chừng bị béo phì đó. Đâu phải mua cho em ăn. Vậy chứ mua cho ai? Bí mà không nói đâu. Mấy anh đánh bài ở trong miếu hoàng nhờ em đi mua xôi và dặn em không được nói với ai. Bí mật em không nói đâu. Cảm ơn vì đã không nói. Đúng là ra đường hỏi người già, về nhà hỏi con nít, chuyện gì cũng rõ hết. Thằng tôi bé đang đánh bài với đám bùi đời. Bạch, mày dám ném phần bò vào sòng bài của tụi tao, xem như hôm nay là ngày giỗ của mày. Ngày nào cũng là giỗ của tao, ăn đá luôn. Tụi mày hư thì kệ tụi mày, đừng có lời kéo thằng tụi bé hư theo. Tụi bé về. Mắc mớ gì tao phải nghe lời mày, luôn mà lối. Mày cao hơn ai mà chê tao luôn, ói. Coi chừng, thằng này có võ. Người học võ không đánh nhau bừa bãi. Tao không đánh tụi mày, tao chỉ muốn dẫn thằng tụi bé về thôi. Tụi mày mà còn rủ rê thằng tụi bé đi theo tụi mày nữa, thì tao sẽ tặng mỗi đứa một bộ áo quần giấy để mặc dưới âm phủ. 4-0-1, cho nó một trận. Ê ê, ăn hiếp người có võ hả? Bình bóp chát. Ủa sao te tua tơi tả tăng tạnh thế này? 4-1 không chột cũng què. Tìm ra thằng em mày nhưng không cứu được nó. Tụi nó đông mà lại dữ quá. Dùng võ hụ không được, tao sẽ dùng kế. Phải bắt thằng em mày về đánh cho một trận. Nó dám đánh tao. Dùng cách gì thì dùng, nhưng làm ơn đừng có te tua như vậy nữa, đau lòng lắm. Ai nên khôn, không muốn khốn một lần. Có te tua thì mới có chiến thắng chứ. Dùng kế lì gián để tự thằng tụi bé tách rời khỏi đám quỷ kia. Chưa mộ đủ 10 đứa rồi làm thế này. Sao phải cần tới 10 đứa vậy? Tụi nó dữ lắm, phải dùng chiến thuật lấy thịt đè người mới được. Đánh một chọi một, tụi nó khẹn cho méo tráng à. Lấy thịt đè người, chiến thắng đâu có vinh quang. Kệ, miễn sao thắng thì thôi. Nhớ nói tụi nó quắng lá lên đầu để phân biệt ta với địch, kẻo đánh nhau nhầm. Tao sạch, thua sạch túi. Tao cũng thua hết tiền. Tao cũng thua tuốt. Tao hề vốn. Ha, 4 thằng đánh bài, 3 thằng thua, thằng còn lại hề vốn. Không đứa nào ăn thì tiền chạy đi đâu. Mày ăn nhưng sợ tụi tao xin lại nên giấu phải không? Mới nhập bọn mà lấu cá. Tiêu diệt bọn cờ bạc. Bóp chát, ui ói. Chiến thắng. Lấy thịt đè người, hèn. Không hèn sao thắng được tụi mày, he he. Tịch thu hết tiền bạc của tụi nó, không trừ một xu. Không đứa nào có tiền, chắc tụi bài hết rồi. Thằng này có nhiều lắm, chắc nó mới ăn bài. Nó cất ở chỗ hiểm nè. Tiền nó cất ở chỗ hiểm, bị ô uế, tao không dám cầm. Mày lấy đi. Đưa đây. Mình chuyên môn trấn lột người khác, đứa này bị trấn lột lại, đúng là trời trả báo. Không còn một xu, lấy gì ăn cơm đây, đói quá. Mấy đứa muốn có tiền xài không?
Muốn, đánh hết tiền vào đây. Làm cho ta chuyện này, ta sẽ cho mỗi đứa 10 đồng. Bịch. Nghe tiền nhiều quá xíu. Ông muốn tụi tôi làm gì? Hằng nói vừa phép không thuê nữa. Nói lại, ông muốn tụi con làm gì ạ? Đứa nào là đại ca, ra đây cho ta nói chuyện. Có một thằng gửi thư chửi ta, mặt sắc ta thầm tệ. Nó ký tên là tôi bé. Ta không biết mặt nó. Ta muốn mấy đứa tìm nó cho nó một trận. Mang về cho ta hàm răng của nó, ta sẽ cho tiền. Con biết thằng đó, nó đâu có răng, làm sao mang về cho ông? Vậy thì mang cái quần của nó về cũng được. Ông đợi ở đây, con sẽ mang cái quần của nó về ngay. Chúng mày lại đây hộp, thằng tôi bé đứng đó. Ông yêu cầu tụi mình như vậy đó, tụi mày tính sao? Thằng tôi bé phe mình làm sao đánh nó được? Mày đần quá, dễ gì mỗi đứa kiếm được 10 đồng, ba đứa kiếm được 30 đồng, mắt thằng tôi bé đâu có sao. Đúng đó, cần tiền chứ không cần thằng tôi bé. Đang hết tiền, đừng bỏ lỡ cơ hội có tiền. Sao lại đánh tao? Ủa, tôi bé là thằng này hả? Đúng rồi ạ. Đánh mạnh lên, ta cho tiền. Đồ tồi tham tiền bỏ bạn. Bạn dễ kiếm hơn tiền. Ói. Tịch thu cái quần. Cứu thằng tôi bé. Ói, tụi nó đông quá, chạy. Mất bạn mà không lấy được tiền, tụi mày tính hay ghê. Hù, đau quá, mất cái quần rồi. Sáng còn mắt ra chưa, bạn bè như thế mà cũng chơi. May mà người ta không thuê nó xẻo em, nếu có thì tụi nó cũng xẻo em cho thành thái giám luôn. Em biết rồi, em không chơi với tụi nó nữa. Hàng mã chỉ có áo quần tiền bạc thôi, chứ mày làm mấy đứa con gái này làm chi? Để ông nào chết sớm, gia đình mua cô gái này về đốt xuống dưới cho mấy ổng cưới. Còn lâu tao mới mua cho ổng cưới vợ khác. Thứ này cho tao còn không thèm, ở đó mà mua. Ghen với người chết nữa hả? Cưới vợ khác tao cúp cúng, làm mà đói à. Tác phẩm của thằng tôi bé đó, bảo nó làm áo quần nhưng nó cứ thích làm hình các cô gái, giờ ế. Kệ nó thích làm gì thì để nó làm. Làm nó phật ý nó bỏ đi chơi nữa à. Để từ từ nó sẽ vào khuôn thôi. Chịu ở nhà bán hàng với anh hai rồi hả? Sợ rồi, đi chơi nhiều, cứ gặp bạn xấu thì chết.